câu chuyện truyền thanh câu chuyện truyền thanh quý vị và các bạn thân mến lấy chữ tính làm đầu là lời dạy từ ngàn xưa của ông cha để lại nhằm giáo huấn con cháu về cách ứng xử của con người nếu không có chữ tính thì các mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội sẽ rối loạn lên vì lúc ấy người ta không thể tin vào nhau nữa nói lời phải giữ lấy lời phải giữ những gì đã hứa tức là con người đã có trách nhiệm với những gì mình nói câu chuyện truyền thanh chữ tính của tác giả trang thi mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay đề cập đến vấn đề đó nội dung câu chuyện như thế nào mời quý vị và các bạn cùng nghe qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên hữu phúc trong gia nam duy hằng trong gia quyên vợ của nam hồ trải trong gia nhân tường duy trong gia dũng minh hiển đọc lời dẫn biên tập dàn dựng chương trình Quỳnh Thanh Tuấn. Tại một quán nhậu, Nhân đang ngồi chờ người bạn thân là Nam tới. Alo, cậu tới chưa? Mình đang ngồi ở bàn số 3 quán cũ nha. Nhanh lên đó, nếu trễ là tôi bắt cậu phải vào ba ra bảy thì đừng có trách rồi nha biết rồi khổ lắm nó mãi à đang bị kẹt xe đây nè ở yên đó đi ba phút nữa tôi đến liền à ok nhanh lên đó quá ba phút là phạt bảy ly á <laughs> tới rồi đây nè bữa nay á mình cho cậu nằm tại chỗ luôn làm được hãy nói nha tưởng đâu lấy vợ rồi quên mất bạn cũ chứ ủa mà sao nhanh vậy <laughs> lúc nãy đang đứng trước cổng quán mà đâu thể quên được tình bạn keo sơn của tụi mình <laughs> sao việc làm ăn của cậu vẫn ổn chứ vẫn ổn công ty đang làm ăn lên mình định đầu tư mở thêm hệ thống siêu thị nên dạo này hơi bận một chút nhưng cậu rủ thì tới liền lấy vợ rồi á trông đẹp trai ra nha chững chạc hơn đó <laughs> quá khen quá khen rồi Nát đẹp tự nhiên mà bồ <laughs> tự tin ghê ha à còn công việc mở xưởng góp mà cậu nói hùng hạp với ai đó nay tiến triển tới đâu rồi lâu quá à chưa có thời gian rảnh để đi thăm cậu nữa ừ nhắc tới cái chuyện mở xưởng thì bắt rầu ban đầu á họ nói hùng vốn với mình nhưng khi chuẩn bị đâu vào đấy á thì đụng cái họ nói rút vốn lại là mình phải lao đao mấy tháng nay để xoay sở nguồn vốn khác đó vậy cậu đang thiếu vốn hả mới hoạt động mà thiếu vốn á e là không trụ vững nổi đâu có gì cần giúp cứ nói thật ra cũng định nhờ cậu giúp nhưng thấy ngại nên chưa dám mở lời xưởng gốm á là tâm huyết của ba mẹ mình để lại nếu mình không phát triển á Thì thật là xấu hổ Ôi ngại ngùng gì không biết nữa Tụi mình còn xa lạ gì với nhau đâu Cậu cần bao nhiêu cứ nói Trong khả năng giúp được Mình sẽ giúp Chắc khoảng 500 triệu nữa là đủ Mình cần mua nguyên vật liệu Trả lương cho công nhân Thanh lý hàng tồn nên hơi thiếu vốn Cậu có thể giúp mình không Được chứ Để tớ chuyển tiền cho cậu trong ngày mai Nói thật Tớ cũng đang luân hồi vốn Nên không thể cho cậu mượn nhiều hơn Cậu cầm đỡ bao nhiêu sôi sở nha à, Cảm ơn Nhân nhiều nghe Được là bạn với cậu là hạnh phúc lớn nhất của mình Mình hứa với cậu Số tiền này mình sẽ trả lại khi cậu cần Mình tin cậu mà Mình rất tin vào con người Luôn đặt chữ tính làm đầu như cậu đó Chỗ bạn bè giúp nhau được gì Thì cứ giúp Biết đâu sau này mình khó khăn Sẽ cần đến sự giúp đỡ của cậu thì sao Thôi cứ như vậy mà làm đi hán tri kỷ Mình hứa sẽ làm cho xưởng phát triển tốt nhất Cảm ơn cậu đã giúp đỡ nha Không muốn nghe lời cảm ơn nữa nha Thôi vô một cái đi Được rồi vô vì tình bạn 30 năm của chúng ta vô. vô Tại cơ sở sản xuất hàng cốm xứ của vợ chồng Nam Tình hình sản xuất và buôn bán không được như ý Nên Dũng báo cáo lại với Nam Anh ơi có chuyện rồi. Lô hàng của mình tung ra thị trường nhưng không thu hút được khách hàng. Đa phần họ chê vì lỗi mốt, thiếu tinh xảo. Bên đối tác đã trả hàng về vì lý do khách hàng không thích gốm xứ nội địa. Họ nhập toàn hàng ngoại bởi mẫu mã đẹp, điều khắc tinh xảo và được đánh giá xài bền tốt hơn hàng nội địa đó. Anh cũng đoán được phần nào doanh thu đợt hàng này rồi. Nhưng biết làm sao được khi nguồn vốn xoay sở của mình có hạn. Mình đã cố quá sức rồi. Nhưng mà sắp đến kỳ trả lương cho công dân mình còn nguồn vốn nào không anh? vì lô hàng bán không được thì lấy đâu ra tiền trả cho anh em công nhân? bởi ai á cũng có hoàn cảnh khó khăn. anh hiểu mà để anh cố xoay sở lương cho anh em. anh tin rồi sẽ có cách giải quyết tốt nhất thôi em. anh nghỉ ngơi một chút đi. em thấy cả tuần rồi anh miệt mài ở ngoài xưởng, không nghỉ ngơi ăn uống thì làm sao có sức chống chọi tiếp? sức khỏe là quan trọng mà anh. không sao đâu, anh khỏe mà. xưởng gốm đang như thế thì làm sao anh an tâm nghỉ ngơi cho được? Đợi giải quyết ổn thỏa công việc Anh sẽ nghỉ Giờ phải lo cho anh em công nhân Vì họ thức đêm thức hôm làm việc Em thông báo cho họ nghỉ một ngày đi Dạ em biết rồi Để em thông báo Alo À mình nghe đây Sao lâu quá rồi cậu mới gọi cho mình vậy à, Xin lỗi Vì mình bận sang nước ngoài có một số việc Nên không liên lạc với cậu dạo này sưởng gốc của cậu vẫn phát triển tốt chứ ờ à, vẫn bình thường nói chung là ổn như vậy là quá tốt rồi à nam nè mình có chuyện muốn hỏi cậu đây có gì cậu nói đi hiện tại mình cần số tiền đã cho cậu mượn lúc trước để xoay sở vốn cậu có thể gửi lại cho mình được không ờ à, cậu cần rồi hả cậu có cần gấp lắm không cũng hơi gấp hiện tại cậu có không gửi cho mình sớm một chút càng tốt nói thiệt mình cũng đang kẹt vốn Nên mới hỏi cậu lúc này đó Ờ à, được mà Vài ngày nữa mình sẽ chuyển cho cậu Dẫn số thẻ cũ hả Đúng rồi mình vẫn dùng số thẻ cũ Cảm ơn cậu nha Có gì alo cho mình Có gì đâu mình sẽ cố gắng chuyển ngay cho cậu Ok vậy được rồi Chào cậu nha Mình bận chút việc Rảnh rỗi alo nhau lai ra nha Ờ à, được rồi chào cậu Anh ơi liệu có xoay sở nổi không Anh Nhân cần lấy lại số tiền khi trước hả Ờ, nhân có việc nên cần số vốn đã cho anh mượn. Làm gì làm, anh cũng phải xoay sở để trả cho cậu ấy đúng như lời hứa. Nhưng tình hình xưởng mình hiện tại, em e là... Cho dù xưởng có thế nào, cũng phải hoàn trả khoản nợ trước em à. Vì chữ tính nó quan trọng hơn mọi thứ. Có trách nhiệm giữ uy tín thì mới được người ta tin tưởng chứ. Dạ, em hiểu. Trước giờ xưởng mình vẫn thế, uy tín đặt lên hàng đầu mà. Thôi, anh về nhà có chút việc. Em coi xưởng nghe. Có gì á thì gọi cho anh. Dạ, em biết rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Tại nhà của vợ chồng Nam và Quyên. Anh, Sao em thấy anh có vẻ lo nghĩ quá vậy? Sưởng gốm gặp vấn đề gì sao anh? Cũng có một chút trục trặc em à. Lô hàng mình xuất xưởng, bán không có chạy. Bên đối tác trả lại, vì chê lỗi mốt. Giờ còn phải thanh toán lương cho anh em công nhân nữa. Ôi, đủ thứ công việc đến cùng một lúc, khiến anh đau cả đầu. Từ từ rồi mình tìm cách mà. Anh đừng có bi quan như vậy. Vừa hại sức khỏe, lại không đủ sáng suốt tìm được cách tốt để gỡ nữa. Thêm một chuyện nữa mà anh phải lo ngay. Em còn nhớ anh Nhân không? Nhớ chứ Anh Nhân bạn thân của anh mà Trước đây anh Nhân đã giúp vốn cho anh làm ăn Khi cơ sở mình gặp khó khăn đó Mới đây Nhân điện thoại anh Hỏi lại số tiền đã cho anh mượn Vì Nhân đang có chuyện cần dùng đến Trời đất Những 500 triệu Lấy đâu ra ngay trong lúc này đây anh Sao anh không nói với anh ấy tình trạng sưởng gốm của mình Và khất lại Khi nào có điều kiện sẽ trả Anh ấy là bạn thân mà Nhất định sẽ thông cảm cho vợ chồng mình Không được đâu em anh không thể làm vậy Vì trước kia mượn tiền anh đã hứa Bất cứ khi nào nhân cần Thì anh sẽ trả ngay lập tức Anh không thể thất hứa được Anh không lường trước Sưởng mình sẽ xảy ra chuyện như thế này Nên anh mới hứa Còn bây giờ sưởng đang gặp khó khăn thiệt mà Anh nói với anh nhân một tiếng đi Đã hứa thì phải giữ lời Nguyên tắc của anh là vậy Trước giờ em biết tính anh mà Không thất hứa với ai bao giờ Nhưng giờ anh định sẽ làm gì Để kiếm ra số tiền này 500 triệu lận đó, không có phải 5 triệu đâu anh. Anh đã tính đến việc bán căn nhà này để trả nợ một phần và thanh toán lương cho anh em công nhân em mà. Anh có điên không mà tính vậy? Bán nhà rồi, mẹ con em ở đâu? Con còn quá nhỏ mà anh. Nhà này đã ghi dấu biết bao kỷ niệm của vợ chồng mình. Làm sao mà nở bán đi được? Không lẽ anh đành lòng để mẹ con em sống cơ cực hay sao? Anh xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác anh không thể thất hứa với bạn được một lần thất tính dạng lần bất tin mong em hiểu cho anh anh sẽ tìm thuê một căn nhà khác đàng hoàng để cho mẹ con em ở tạm đến khi xưởng ổn định hơn anh sẽ mua lại căn nhà mới mình cứ nhịn vậy nghe em anh đúng là sĩ diện hảo nên xem trọng lời hứa cao hơn vợ con mình anh muốn làm gì á thì làm đi em có nói cũng vô vọng thôi tùy anh vậy quyên 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 ơi anh xin lỗi em mong em hiểu cho anh anh về rồi à anh vô tắm rửa rồi ăn cơm em dỗ con một chút rồi vợ chồng mình cùng ăn nha anh vất vả cho em quá vì lấy phải người chồng vô dụng như anh nên mẹ con em chịu khổ sống cảnh nhà thuê chật chội nóng nực như thế này vợ chồng mà anh đúng ra em mới là người xin lỗi vì đã lớn tiếng trách móc anh. Đáng lẽ em phải cùng anh chung vai gánh giác trong lúc cơ sở sản xuất gặp khốn khó. Vậy mà em em chỉ biết trách móc anh thôi. Mình còn khó khăn vì anh chưa gặp thời thôi. Em tin rồi anh sẽ thành công. Ông bà mình nói gian nan thử sức mà anh. Anh đừng có nản lòng. Bởi em và con luôn là hậu phương dưỡng chắc cho anh. Lúc nào mệt mỏi anh hãy về bên mẹ con em. Nha anh. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Tội nghiệp con còn nhỏ Mà bắt nó chịu khổ cực với ba mẹ rồi Con ơi, ba hứa sẽ làm tất cả Để bù đắp cho con Em tin anh sẽ làm được Vì anh là một người luôn biết giữ chữ tính Nói là làm và phải làm cho bằng được Con người ta sống với nhau bằng niềm tin mà em Nếu không tin tưởng nhau Thì cả xã hội sẽ loạn mất Thà ở nhà thuê Nhưng nợ nần mình đều đã trả hết Mình không phải mang nợ ai Nên anh cảm thấy thoải mái hơn Chỉ sống trong cảnh nhà cao cửa rộng Mà mang đầy nợ thì có thoải mái gì đâu Em cũng đồng ý với suy nghĩ của anh á Mình trả hết nợ cho anh nhân Thanh toán đầy đủ lương cho anh em công nhân Thì vợ chồng mình cảm thấy nhẹ nhõm lắm Sống chật hẹm chút Mà lòng thanh thản Khỏi phải lo chuyện nợ nần Em luôn cùng anh vượt qua mọi khó khăn Anh cố lên nghe anh Em tin anh sẽ vượt qua được Anh cũng tin là chồng em làm được Còn làm tốt hơn trước nữa kìa Ủa Nhân Cậu đến từ khi nào Sao cậu biết nhà mình mà tới Cậu quên mình là bạn hơn 30 năm rồi sao? Cho dù cậu có ở hốc hẻm nào, á, mình cũng biết và tìm đến với cậu. Cậu đúng là quá sĩ diện mà. Có khó khăn cứ nói mình một tiếng, thì đâu đến nỗi phải bán nhà, rồi ở trong căn nhà thuê bé xíu này chứ. <laughs> cậu biết tính mình xưa nay rồi mà. Những gì đã hứa thì phải làm cho bằng được. Không bao giờ để mất niềm tin với người khác. Chính vì cái tính đó mới dẫn mình tới nơi này nè. Cậu đó, nhờ mình tìm đến xưởng gốm mới biết được cậu bán nhà để trả nợ cho mình và trả lương cho anh em nhằm duy trì xưởng gớm hoạt động. Mình cần tiền thật, nhưng nếu cậu nói thì mình có thể xây sở cách khác. Có đầu tự ý bán nhà để vợ và con nhỏ phải sống vất vả thế này. Dạ không sao đâu anh, vợ chồng em trả hết nợ cho anh và phát lương cho công nhân á thì mới thấy an tâm hơn và thoải mái tinh thần hơn đó anh à. Đúng vậy đó nhân, mình đã hứa với cậu rồi. Thì dù có chết sống thế nào á cũng phải kiếm đủ số tiền trả lại cho cậu chứ Mình biết tính cậu mà Luôn đặt chữ tính lên hàng đầu Chính vì thế Mình thiết tha mời cậu Về làm cho công ty của mình Đang thiếu chỗ trống trưởng phòng kinh doanh Mình sẽ xác nhập cửa hàng gốm của cậu Với siêu thị mình vừa mở Đem hàng gốm cậu lên trưng bày cho người Việt biết Và tin dùng hàng Việt nhiều hơn Nếu được vậy thì Vợ chồng mình mang ơn cậu lắm Cuối cùng xưởng gốm cũng có thể phát triển lại được rồi cảm ơn cậu rất nhiều nhé đừng cảm ơn mình vì chính con người trung thực uy tín của cậu đã tạo nên sự thành công cho cậu đấy thôi mình tin tương lai cậu sẽ còn tiến xa hơn nữa chắc chắn phải là như vậy Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh chữ tính của tác giả Trang Thi. Chương trình câu chuyện truyền thanh của Đài Phát Thanh Vĩnh Long đến đây xin tạm dừng. Quỳnh Thanh Tuấn và những người thực hiện xin nói lời chia tay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này. Thân ái chào tạm biệt.